À, Thưởng Mô Tô mến chào mấy anh em đam mê xe mô tô cũng như là mấy anh em chơi xe tay côn. Thì hôm nay một buổi sáng đẹp trời, Thưởng Mô Tô mời tất cả mọi người cùng tham gia buổi mở khóa khui công lô hàng Honda CRF 150L phiên bản mới nhất 2019 cùng với lô hàng Kawasaki W175. Rồi để tiếp lửa cho cái buổi khui công này, Thưởng Mô Tô mời mấy anh em là cùng like, chia sẻ nhiệt tình vào cho mọi người cùng tham gia cái buổi này nhé. Rồi Thưởng Mô Tô mến chào mấy anh em, chào buổi sáng. Rồi mấy anh em xem vui lòng chia sẻ mạnh lên để mọi người cùng biết được cái buổi khui công đập thùng lô hàng Honda CRF 150L phiên bản 2019 và lô hàng Kawasaki W175. Rồi đây là cận cảnh quá trình khui công. Rồi chào bạn Nguyễn Di. Rồi chào bạn Nguyễn Di Phương. Rồi chào Hoàng Dũng. Đây mọi người đang xem trực tiếp buổi mở khóa khui công lô hàng Honda CRF 150L 2019 và lô hàng Kawasaki W175. Đây thì quay cận cảnh quá trình khui công, tí xíu nữa mình sẽ quay chi tiết cho mấy anh em xem. Rồi chào bạn Nhật Trường, chào anh Hai Nguyên. Rồi chào bạn Nguyễn Bé Sơn. Thì để biết cái giá cụ thể thì mời anh em là vui lòng kiểm tra cái hộp thư, bên Thưởng Mô Tô sẽ có nhân viên tư vấn cho mình. Và để biết chính xác hơn nữa thì mời mấy anh em là gọi vào hai số hotline của Thưởng Mô Tô ở khu vực Sài Gòn và Hà Nội nhé. Rồi xin chào bạn Đức Chính, xin chào Hoàng Dũng, xin chào Phú Vinh ha. Rồi tí nữa đây mình sẽ là khui ra cho mấy anh em cận cảnh xem được cái phiên bản Honda CRF cũng như là Kawasaki W175. Rồi chào bạn Hoàng Trúc nha, chào Phạm Nhường. Rồi cảm ơn anh Hoàng Dũng, 1000 xe tặng luôn một xe. Rồi cảm ơn anh. Rồi chia sẻ mạnh lên mọi người ơi. Thì hiện tại thời tiết cũng không có thuận lợi cho mấy, nhưng mà anh em đang rất là nhiệt tình. Rồi cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhiệt tình vào cho Thưởng Mô Tô. Rồi xe này mua trả góp hay tiền mặt đều được hết nha, nha bạn Đức Chính. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư, bên Thưởng Mô Tô sẽ có nhân viên tư vấn cho mình. Rồi trong thời gian chờ khui công thì
sẽ tiến hành quay cận cảnh cái đã lọc lọc cái bao mà chống trầy ra cho mọi người cùng xem. Đây là phiên bản là Honda CRF150L, phiên bản màu đen ha. Rồi, tất cả các dòng xe đều có tại Thưởng Mô Tô Hà Nội cũng như là Thưởng Mô Tô Sài Gòn. Rồi, chào buổi sáng cả nhà. Thì mời mấy anh em chia sẻ mạnh vào để ủng hộ Thưởng Mô Tô. Mặc dù thời tiết đang mưa nhưng mà Thưởng Mô Tô cũng là đang tiến hành là khui công, thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà chia sẻ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chào Minh Huy, có Yamaha IB125 bản độ không anh? Rồi, cái này là có sẵn nha bạn. Bạn vui lòng ghé địa chỉ là 77 Khúc Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội nếu mình ở Hà Nội. Còn ở nếu ở Sài Gòn thì ghé địa chỉ 415 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Hoặc là bạn có thể mang cái mẫu theo yêu cầu của mình để ra nhân viên ngoài cửa hàng tư vấn theo ý của mình nha. Rồi, cảm ơn bạn. Chào Hồ Văn Hiếu, thì giá Honda CRF150L phiên bản 2019 có giá tham khảo là trên 70 triệu. Rồi, để biết giá chính xác cũng như là thủ tục lăn bánh thì mời bạn vui lòng kiểm tra hộp thư hoặc là liên hệ vào hai số hotline để được nhân viên tư vấn cũng như là báo giá chính xác nhất. Đây là trời đang mưa nghe mọi người. Mọi người hãy xe chia sẻ nhiệt tình ủng hộ cho Thưởng Mô Tô. Trời đang mưa nhưng mà Thưởng Mô Tô cũng đang tiến hành khui công mã thùng để đáp ứng được cái nhu cầu chơi xe cũng như là cái đam mê của mình. Mọi người chia sẻ mạnh vào đi nhớ mọi người. Thời tiết đang mưa, hôm nay Thưởng Mô Tô sẽ live stream trong mưa cho mọi người luôn. Đúng rồi. Đây, thời tiết đang mưa nhưng mà là không là không phụ lòng mà của mọi người, Thưởng Mô Tô sẽ live stream trong mưa luôn. Rồi, chào bạn Trần Minh Khánh, Yamaha R15V3 2019 ở Thưởng Mô Tô có đủ màu nha bạn. Rồi, bạn vui lòng kiểm tra hộp thư cũng như là để được nhân viên tư vấn. Còn để không mất thời gian thì chúng ta vui lòng gọi vào hai số hotline nha. Rồi, chân thành cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Thưởng Mô Tô một buổi live stream mà hết sức là thú vị và đầy ý nghĩa. Rồi, chia sẻ nhiệt tình vào cho mấy anh em ơi. Rồi thì cảm ơn sự nhiệt tình của mấy anh em. Thì nói chung là cũng có giới hạn, thời tiết bây giờ là mưa rất là lớn. Cho nên là livestream sẽ kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn mấy anh em đã đồng hành cùng Thưởng Mô Tô. Rồi, Thưởng Mô Tô xin tạm dừng cái buổi live stream này lại. Thân ái chào tất cả mọi người nha. Đúng rồi, Hoàng Dũng ơi, gọi tên em trong mưa luôn, gọi tên xe trong mưa luôn.